Nguyễn Đức Chung nhận em bằng Tôn Kim Tiên làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời anh. Em bằng Tôn Kim Tiên nhận anh Nguyễn Đức Chung làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Tụi con bây giờ rất là legal và rất official để mà tụi con có thể bày tỏ cái lòng thương mến nhau, có thể kiss nhau một cách thật đậm thắm và quay trở lại với nhau. Chung made the decision to move to Australia. We decided to go to uni together, and that is where Chung met Sin. The look on his face was priceless. As the weeks went by, I decided to ask him how he felt about Tim. His response was, "I don't know what you are talking about." But for some reason, wherever I saw Tim, Chung was not far behind. Và nếu có thể, chị luôn giúp hết mình cho họ. Chị luôn yêu thương con từ lúc nhỏ và con cũng vậy. When will you lend yourself to me? Take your time, I'll be here waiting for you. I won't let you go when your world's in the dark. You can't keep up with my heart. Because what we grow up together, I want to grow old with you as well. And I love you for the rest of my life. I love you too.